Kay Trần nhắc đến mẹ khiến fan lo lắng, động thái xuyên phạm gây chú ý. Mới đây, Kay Trần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi anh đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của mình. Anh viết, mẹ ơi cố lên. Dường như không muốn fan của mình lo lắng nên nam ca sĩ đổi bài viết sang chế độ bạn bè. Ngay dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp đã gửi lời động viên đến Kay Trần. Xuyên phạm đã viết dưới bài đăng tải của Kay Trần, mong bác luôn bình an và khỏe mạnh. Trước đó, Kay Trần cũng có động thái liên quan đến mẹ trên mạng xã hội. Giọng ca nắm đôi bàn tay đăng clip gội đầu cho mẹ, thể hiện sự quan tâm của một người con cực đáng yêu. Cụm từ nàng dâu ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ Kay Trần. Netizen cực kỳ chú ý đến dòng chú thích. Lỗi lớn nhất của con chắc là nợ mẹ một nàng dâu. Dù có thần thái tự tin hào nhoáng trên sân khấu, nhưng phía sau cánh gà, nam ca sĩ rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư của mình trên mạng xã hội. Kể từ khi đầu quân về công ty của Sơn Tùng, nhất cử nhất động của Kay Trần được dân mạng đặc biệt quan tâm. Kay Trần từng đăng tải đoạn clip nhằm kêu gọi người hâm mộ vote cho anh tại một giải thưởng âm nhạc. Đích thân Sơn Tùng sau hơn một tháng im lặng cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội để chia sẻ đoạn clip này, bày tỏ sự ưu ái cho gà cưng của công ty MTB Entertainment. Tuy nhiên, càng xem đoạn clip, đông đảo netizen càng thấy Kay Trần thật sự quá giống Sơn Tùng. Không chỉ trong MV mà cả cách ăn nói, động tác khi nói, từng cử chỉ đều như một Sơn Tùng thứ hai. Kay Trần đã mở đầu bằng cách giới thiệu. Kay Trần đến từ MTB Entertainment. Sau đó, cúi gặp người 90 độ để cảm ơn khán giả. Cách ngắt câu cũng đầy cường điệu để nhấn mạnh các ý trong lời nói. Ngôn ngữ sử dụng cũng hết sức trau chuốt hoa mỹ. Cùng là cấu trúc giới thiệu bản thân đến từ MTB Entertainment, cộng cúi gặp người cảm ơn. Khán giả đã thấy quá nhiều nơi Sơn Tùng tại các sự kiện lớn nhỏ. Tất nhiên, khi hành động này do Sơn Tùng thực hiện, mọi người đều đánh giá tích cực vì đây là một lời tôn trọng rất lớn gửi đến khán giả. Tuy nhiên, khi để Kay Trần copy paste cách chào hỏi này, khán giả lập tức thấy sượng chân. Từ khi Kay Trần đầu quân cho công ty Sơn Tùng, không khó để thấy, sản phẩm debut của nam ca sĩ dưới trướng công ty MTB Entertainment cũng gặt hái được những thành công nhất định. Về phía Sơn Tùng, anh dường như vắng mặt trên mọi nền tảng mạng xã hội, không rõ lý do suốt một thời gian. Sau đó, Sơn Tùng chỉ đăng bài viết kêu gọi bình chọn cho Kay Trần. Tuy là nam ca sĩ sở hữu nhiều lượng follow trên mạng xã hội, nhất là Facebook, nhưng Sơn Tùng không thường xuyên có nhiều tương tác, đặc biệt là chuyện để lại bình luận trong các bài đăng khác. Vì lẽ đó, mới đây dân tình đã xôn xao một phen khi Sơn Tùng bất ngờ để lại nhận xét về màn luyện giọng của một nam ca sĩ trẻ. Cụ thể, nam ca sĩ trẻ Lê Viết Thu đã đăng tải một đoạn clip luyện thanh ở nốt tenor D5. Nốt này tương đối khó thể hiện do vừa là nốt cao, vừa là nốt dùng trong các nhạc cổ điển. Có lẽ vì thế mà Lê Viết Thu cũng khó tránh khỏi việc mắc một ít lỗi và thừa nhận việc này. Đoạn clip thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt hơn, màn luyện thanh này của Lê Viết Thu còn tăng thêm độ chú ý khi Sơn Tùng đã vào để lại bình luận. Sơn Tùng để lại nhận xét, cố quá đôi khi cũng không phải là một ý hay. Dân tình đã rất bất ngờ khi Sơn Tùng không những bình luận mà thái độ cũng có phần hơi phũ phàng với Lê Viết Thu. Tuy nhiên, cũng ít ai biết là Sơn Tùng và nam ca sĩ trẻ này có mối quan hệ thân thiết và còn quen biết cả Kay Trần. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Sơn Tùng đã rất hiển nhiên bình luận nhận xét như thế. Màn bình luận này của Sơn Tùng cũng đã gây chú ý không nhỏ với netizen. Trước đây, Sơn Tùng cũng từng khiến dân tình không khỏi hoang mang khi thông báo xảy ra chuyện buồn. Cụ thể, trên trang Facebook của nam ca sĩ, fan hoang mang khi Sơn Tùng thông báo xảy ra chuyện buồn qua một bài đăng của anh. Sơn Tùng cho biết, mình đã gặp chuyện buồn những ngày trước đây. Anh còn hẹn ngày giờ cụ thể để bày tỏ với fan câu chuyện này. Fan lo lắng không biết nam ca sĩ đã gặp vấn đề gì trong cuộc sống gần đây. Tuy nhiên, sau khi hoang mang, dân tình cũng ít nhiều tò mò. Phải chăng đây là một cách thả thính mới của Sơn Tùng cho sản phẩm comeback mới? Cách đây không lâu, anh từng đăng tải trên Instagram Story nhá hàng chuyện đang làm nhạc mới. Sơn Tùng cũng cho biết sẽ kể câu chuyện này thông qua tài khoản TikTok của mình. Sơn Tùng viết, đúng 20 giờ tối mai sẽ có một câu chuyện rất buồn đã xảy ra với Tùng vào những ngày trước đây, được Tùng chia sẻ lại với mọi người một cách chân thực nhất trên trang TikTok chính thức của Tùng. Đường link ngay bên dưới, click nhẹ cái là vào được ngay. Hẹn gặp tối mai tại đó nha.